Anh ạ. Xin lỗi, anh bận chút công việc nên đến hơi muộn. Anh đến là vui rồi. Chào em. Chào anh, lâu lắm không gặp. Vẫn xinh nhỉ. Giới thiệu với anh, đây là anh Quang, anh trai em, thẩm phán ở tòa án thành phố. Còn đây là anh Thắng, giám đốc công ty truyền thông Blue Sky, nơi hợp tác với em làm mấy sự kiện cho ủy ban. Nghe định nói nhiều với anh, nhưng hôm nay mới có dịp gặp. Ở Tân Phú đang có dư luận trái chiều, đồn thổi không hay về bố đấy. Đồn gì? Đồn về vụ thằng Hảo lái xe gây tai nạn chết người, có nhiều khuất tất. Anh Cường cũng buồn, nói là nếu cần thiết sẽ để công an điều tra làm rõ, minh oan cho bố. Ý mày như nào? Chào thơm quá. Anh ăn cùng với em nhé. Anh không ăn đâu. Anh không ăn thì em cũng không ăn nữa. Thôi rồi, anh cũng ăn, được chưa? Anh cứ nhìn em như thế thì em ăn làm sao được. Anh ăn trước đi này. Nhưng mà anh ăn 1 giờ thì anh đã 5 giờ đấy. Thì ăn, sợ gì mà. Anh ăn trước đi. Xử phạt bị cáo Huỳnh Đài Long 10 năm tù. Cháu không thể dừng lại nếu chưa tìm ra sự thật. Đây là một vụ phức tạp, nhưng không ngờ lại phức tạp đến như vậy. Tuyệt đối không được nói về chuyện đó. Cậu có biết tại sao tôi lại muốn giao án hình sự cho cậu không? Tôi sợ rằng ân oán kiếp trước sẽ không buông tha cậu ta. Xử phạt bị cáo Huỳnh Đài Long 10 năm tù. Không thể dừng lại nếu chưa tìm ra sự thật. Đây là một vụ phức tạp, nhưng không ngờ lại phức tạp đến như vậy. Tuyệt đối không được nói về chuyện đó. Cậu có biết tại sao tôi lại muốn giao án hình sự cho cậu không? Tôi sợ rằng ân oán kiếp trước sẽ không buông tha cậu ta.